võ phái Bích Quang có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc, kết hợp với tinh hoa của võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định. Dòng võ này được lưu truyền từ rất lâu cho đến năm 1963, thì cố võ sư Lê Vũ, tự Lê Em, là truyền nhân đời thứ 6 của võ phái Bích Quang vào thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để thu thập đệ tử và quảng bá võ công Bích Quang. Hơn 50 năm phát triển tại mảnh đất vùng Nam Trung Bộ, võ phái Bích Quang đã để lại trong làng võ cổ truyền thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, kho tàng những bài quyền, binh khí đặc sắc. Trong số các bài võ này, có nhiều bài được các võ sư và ban chuyên môn của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam đánh giá là những bài võ hay, có thể kể đến như bài Kim Ngưu Quyền, Độc Phủ, Song Đao Thọ Giáo Kim Âu. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị hai bài binh khí đặc sắc của võ phái Bích Quang, đó là bài Truy Bộ Thương và Truy Long Đao. Bài Truy Bộ Thương đang được biểu diễn là bài binh khí của võ phái Bích Quang, được võ sư Đoàn Đức Phước, trưởng ban cố vấn chuyên môn võ phái Bích Quang lưu truyền tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cũng như các bài thương khác của các võ phái cổ truyền Việt Nam, bài Truy Bộ Thương sử dụng binh khí là cây thương để diễn luyện. Cây thương cùng với côn, đao, kiếm nằm trong 18 loại binh khí võ cổ truyền được xếp hàng vua của các binh khí chi vương. Trong chiến đấu, binh khí này chuyên để đâm, thọc, khứa, có lực sát thương lớn. Kỹ thuật sử dụng thương trong bài Truy Bộ Thương cũng tuân theo những quy định của thương pháp cơ bản là khuấy, áp, đâm, phạt, loan, tém, vớt, phóng. Khi đâm thọc thì thương đi như tên bắn, lúc hồi thương, kéo thương về thì liền mạch như dây kéo. Khi sử dụng thương thì chúng ta đánh khác ở côn là cái chỗ chúng ta đánh cái đòn nó mềm liên hoàn, thì thương được ví như sợi chỉ, nó phải có cái sự liên lạc uyển chuyển. Thì bài Truy Bộ Thương cũng không nằm ngoài cái nguyên lý đó, thì những cái chiêu thức trong bài Truy Bộ Thương thì cũng ngoài cái đòn đánh phạt tém khuấy điểm đâm loan, thì bài thương có một số cái kỹ thuật đặc trưng khác với những cái bài thương võ phái khác, là ở một số cái động tác là khi chặn tém thương đâm hoặc là trở mình. Là bài thương trung cấp của võ phái Bích Quang, bài Truy Bộ Thương có nhiều chiêu thức, trong đó lạc mã hồi thương là một trong những chiêu thức độc đáo nhất. Thi triển chiêu thức lạc mã hồi thương có nghĩa là vừa tấn công lại vừa dụ đối thủ rồi hoành bộ đâm thương, hay trong câu bối hậu xuyên có nghĩa là vừa đánh vừa thủ thương rồi bất ngờ phóng thương đâm đối phương. Bên này á, binh khí người ta mà đánh vô, đánh tới nè, mình dùng thương mình nghênh nè, rồi xoay lưng ôm gọn cái thương, bối hậu xuyên thương, hiểu chưa? Mình muốn tránh cái thế này thì một là mình phải dùng thân pháp, mình di chuyển qua trái, hai là phải thối mã về. Thấy không? Cái thương này là từ dưới đâm lên, nó khó đỡ hơn là cái đòn người ta đâm thẳng. Úc! Nhanh! Rồi bây giờ là con thối bộ về con tránh. Thối bộ nhanh về tránh. Đúng rồi. Truy Bộ Thương mang hàm ý là khởi mã thương truy địch, nên khi thực hiện, người luyện võ phải rất mềm dẻo, khéo léo, thân pháp uyển chuyển. Vì thân thương dài, biên độ động tác rộng lớn, đánh cả bốn mặt, nên người tập võ không được rời thương. Bộ pháp tức là đôi chân di chuyển nhanh nhẹn, biến đổi liên tục để gây bất ngờ cho đối phương. Sau đây, mời quý vị và các bạn xem lại những chiêu thức đặc sắc trong bài Truy Bộ Thương do huấn luyện viên Lê Hữu Phước của võ phái Bích Quang thực hiện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi bài binh khí Truy Long Đao của võ phái Bích Quang. Cũng như các bài đao khác của các võ phái cổ truyền Việt Nam, bài Truy Bộ Đao sử dụng binh khí là cây đơn đao để diễn luyện. Là bài đơn đao mang ý nghĩa mãnh đao truy sát rồng, bài Truy Long Đao di chuyển theo hình tròn. Trong bài có nhiều kỹ thuật khó như bao đao, áp, dọc, đặc biệt là kỹ thuật đánh đốc đao ở tư thế áp sát đối phương và chiêu thức giao long bài vĩ, tức là chiêu thức đỡ đòn trái bổ phải của bài đao. Cái đòn này là chúng ta sử dụng chống hai đối phương trước sau. Đỡ. Động tác lắc lên đỡ. Úc! Úc! Có câu, đơn đao xem triển thủ, nghĩa là trong phép dùng đơn đao, quan trọng nhất là tay cầm đao. Nếu người tập không để ý đến triển thủ thì coi như đã vô hiệu hóa đao pháp của mình. Vì vậy, thực hiện tốt bài Truy Long Đao thì người tập cần nắm vững đao pháp và phối hợp thân pháp nhịp nhàng, linh hoạt với đao pháp thì mới thi triển đường đao một cách hiệu quả nhất. Bài Truy Long Đao này là một cái bài quyền binh khí ở cái tầm trung cấp. Thì vận động viên tập cái bài này thì lưu ý là ở cái chỗ là phối hợp cái thân pháp, tức là đòn đánh là nó có một số cái kỹ thuật là vừa chém vừa loan bổ, thì nó đòi hỏi là phải có cái kết hợp thân pháp uyển chuyển thì mới hay được. Thì trong cái dũng mãnh thì nó có cái nhu mềm trong đó. Bởi vì đao thì như mãnh hổ, kiếm tựa du long, nhưng trong đao thì phải có sự uyển chuyển, chứ nếu anh mạnh thì anh sẽ gãy, tức là anh sẽ cứng, là anh không có cái sự linh hoạt, anh không thể chiến thắng đối phương. Võ cổ truyền Việt Nam có nhiều bài đao, nhiều môn phái, võ đường có bài đao thuật riêng truyền dạy cho võ sinh, làm phong phú nội dung huấn luyện. Bài Truy Long Đao của võ phái Bích Quang với một số động tác loan đao đánh mở rộng và đánh đốc đao áp sát đối phương được thi triển đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả, xứng đáng là một bài đao thuật đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.